Ồ, dừa nhiều quá mọi người ơi, hôm nay chợ huyện này có người có một thanh niên bán dừa. Chỉ có 10.000 đồng một quả dừa. À, một thanh niên rất đẹp trai đang bày dừa ra bán, một cái xe lôi ba bánh. Anh dùng ba bánh chứ không phải bốn bánh. Anh rất là còn tươi cười nữa. Anh bày một tràng giang đại hải ra, phải mấy trăm quả dừa nằm rải rác la liệt ở chợ huyện nhá. Ôi trời ơi, mình làm clip vui cho các bạn xem nhá. Ui, toàn dừa ngon to ngon đẹp. Dừa này dừa xiêm sao nhỉ? Dừa xiêm anh ơi, 10.000 đồng một quả, giá rẻ bất ngờ, tình cờ mới có. Anh xách một lõi một chùm to. Anh gạ mình mua nhưng mà mình chưa mua, mình đang mải quay camera. Có lẽ video tới đây kết thúc. Xin chào mọi người nha. Chợ huyện mọi người nha. Ok.